hôm trước Ok là hôm trước đã gửi thông tin cho thầy là tên là gì nhỉ? Cái Gmail hoangtuxd.la đấy thầy. Mã số bao nhiêu nhỉ? Em không ghi mã số ạ. Tớ chỉ ghi tên là Hoàng Danh Trung đấy ạ. Ok rồi. Sinh ngày dương lịch. Dương lịch là 21 tháng 3 năm năm 92. Cháu gửi trong mail, mail của mình cái ảnh cháu. Rồi, cháu xem ảnh rồi. Giờ sinh mấy giờ nhỉ? Cháu sinh hình như là 12 0 giờ 30 hay sao chứ? 0 giờ 30 phút. Vâng. Rồi, thế ngày âm là ngày 18 tháng 2 đúng không? Dạ vâng ạ. Đúng không? Vâng. Rồi, sinh vào giờ Tý nhá. Cháu là bản bản mệnh của cháu là kiếm phong kim. Vâng. Cục là kim tứ cục. Vâng. Thế cái bản mệnh chính là cái cung của mệnh của mình ấy, trước 34 tuổi. Đấy, còn cục là cái cuộc đời sau của mình, chính là cung thân của mình sau 30, của cháu là sau 34 tuổi nhá. Vâng. Rồi. Và nếu mà như thế thì về ngũ hành ấy là cục hòa bản mệnh kim kim mà thì hòa nhau. Vâng. Được chưa? Cháu sinh ra thì ở cung cung mệnh ấy của cháu là sau thiên đồng nhưng mà đóng tại cung âm mộc. Nhưng gặp sao chẹp đóng đảo dấu nó thinh chính ra là cháu là âm dương thuận lý, nên là sinh ra thì hợp âm dương nhưng mà là nghịch ngũ hành. Cháu bây giờ chú xem lá số cái này cháu. Cái này có ghi âm có quay lại không ạ chú? Thì, theo cháu thì sao? Chú có quay lại không để hôm nào cháu bật lại cháu xem ấy. Cũng thích, quên mất. Cháu cũng thích xem qua mạng internet à? Vâng. Thế có hay xem bài của chú đăng không? Vâng, cháu xem suốt mà, xem hết rồi. Xem hết rồi. Thế chú xem như thế nào thì biết hết rồi à? Vâng. Thế hôm nay nếu mà của mình mà không được lên mạng internet là buồn lắm à? Cháu không phải là lên internet nhưng mà kiểu như là cháu muốn kiểu quay quay lại như thế, hôm nào để cháu mở cháu xem ấy. Quay lại để mở ra xem lại để nghiệm sau này đúng không? Vâng. Đấy cũng là điều mong muốn của nhiều người Việt Nam đấy. Người ta muốn các thầy xem lại xong rồi hoặc là ghi chép bằng tay hoặc là ghi âm lại, mà chuẩn nhất là được ghi hình lại, bởi vì khi ghi hình ý thì mình nhìn được lá số của mình. Đấy, xem thầy luận giải thế nào để sau này học thêm để tự luận giải đa số tử vi cho mình. Vâng, cháu muốn kiểu thế. Mong muốn của chú là tất cả mọi người đều luận được lá số tử vi, đều biết được vận mệnh của mình trong tương lai như thế nào, rồi giải thích những cái việc khúc mắc mà trong quá khứ mình mắc phải vì nguyên nhân tại sao trong lá số tử vi, để cho mọi người có cái nhìn về tương lai tốt. Có nghĩa là muốn cải được vận mệnh của mình tốt thì mình phải biết mệnh của mình trong tương lai nó thế nào, cung gì là cung xấu của mình để tránh, rồi cái gì thuận lợi của mình để làm, ví dụ như nghề nào sẽ thuận với mình thì lại làm nghề đấy, hoặc là mình kiếm tiền được bằng kinh doanh tốt, hay là kiếm tiền được bằng đầu tư cổ phiếu tốt, hoặc là kiếm tiền do buôn đất tốt, hoặc là kiếm tiền do đầu tư cho vợ cho con tốt. Có những người đầu tư cho con để kiếm tiền thì lại tốt. Và có rất nhiều ca sĩ nổi tiếng bây giờ rất là bé đúng không? Các bé đấy thì bố mẹ thay bằng việc đi làm thì có thể đầu tư thời gian cho con đi học, đưa con đi học, đưa con đi diễn để kiếm tiền, thì đấy là một cái cách. Thì ở trong khi mà xem tử vi thì mình biết rằng là cái gì thuận nhất với mình để chúng ta tích lũy tài sản đấy, và khi có tiền rồi, khi có phương tiện rồi thì mới đi độ được cho người khác, mới đi giúp đỡ được người khác. Nếu mà không có những cái việc đấy thì rất vất vả khi giúp đỡ người khác. Không phải là chú nói là muốn mọi người ham tiền, mà là gì, phải có phương tiện thì mới giúp đỡ được người khác. Thì phương tiện là gì? Chính là tiền. Có tiền thì mới đi lại được này, mới đi cung tiến được này, mới đi làm việc từ thiện được này, đúng không? Mới giúp được người khó khăn này, đúng không? Đó. Rồi phải lo được cho con mình cho tốt, cho vợ mình cho tốt thì mới đi lo cho người khác. Đấy là lý do tại sao mà xem tử vi. Mà
có được cái lá số tử vi mà đăng lên trên YouTube mà xem được trọn đời của mình. Khi nào mình thấy khúc mắc mình lại lôi lá số tử vi ra mình nghe xem thầy tử vi, thầy Cao Anh ngày xưa thầy ấy nói mình sau này thế nào, cung nào thuận, đúng không? Để mình đi cho đúng đường. Hoặc là thầy bảo là mình tránh cung nào, tránh năm nào thì mình phải nhớ để mà họ tránh, không có lúc gặp tai họa không tránh thì là xấu nha. Ừ. Và cũng xuất phát từ cái cá nhân của chú là chú cũng muốn mình có một cái lá số tử vi mà lưu được rồi mình tự xem cho mình, nên là chú cũng làm cái video như thế này rất là tốn thời gian. Bởi vì sau cái việc xem này thì cần phải xử lý phần video này, rồi phải render ra này để thành phim này, rồi xử lý kỹ thuật để phải up lên mạng này, nó rất là phức tạp. Mà chú thì bản thân là người thầy tử vi thôi, cái đấy là chuyên tâm, chứ còn thêm cái phần công nghệ thông tin nữa thì rất là vất vả. À, hiện bây giờ đang làm suốt ngày suốt đêm để hoàn thành cái việc đấy. Bây giờ chú xem cho cháu nhá. Giờ thứ nhất là chú phân tích cung mệnh này. Thứ nhất là cháu sinh vào cái giờ Tý, thì tất cả những người sinh giờ Tý đều là thân cư mệnh. Thân cư mệnh là gì? Là cái bản mệnh của mình như thế nào thì sau này cái thân của mình như thế, nó đóng đồng cái cung đấy, không có sự thay đổi nhiều. Nên là cuộc đời những người thân cư mệnh thường rất an toàn, hơi bảo thủ. Đấy, thân cư mệnh hơi bảo thủ một chút. Còn riêng cháu ấy thì lại không bảo thủ. Bởi vì sao? Cái sao Thiên Đồng ấy, sao Thiên Đồng ấy là cái sao mà lại rất rất chăm, dễ chán, rất dễ chán nản. Cháu là người rất là, cái sao Thiên Đồng là cái sao yếu bóng vía, có hiểu không? Nhẹ vía lắm. Sao Thiên Đồng là sao hay hốt hoảng, hay nhường nhịn người khác. Rồi khi mà gặp khó khăn thì sao Thiên Đồng thường lui để nhường cho người khác tiến. Thì cháu là cái bộ sao như thế. Đấy, rất thường xuyên lui. À, tiếp nữa, cái sao Thiên Đồng là cái sao mà hay phải thay đổi. Hay phải thay đổi nhá. Như là nay phải thay, như là mọi cái tư duy trong đầu của cháu nó thay đổi liên tục. Bởi vì cái sao Thiên Đồng này. Rồi sao Thiên Đồng là một cái sao rất thích nghiên cứu về triết học, rất thích nghiên cứu về tâm linh. Và khi mà cháu xem phong thần bảng ấy thì cháu xem là cái ông mà có sao Thiên Đồng này này, ông là một người chuyên đi bói, và ông bói một cái mai rùa ấy, người xem bói nhá. Và cái sao Thiên Đồng là chủ về tâm linh, rất 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 hay về tâm linh, về triết học, thích đam mê nghiên cứu. Cháu xem có thiếu bài nào của chú không? Thế cháu xem đa số là hết rồi. Xem hết rồi à? Cháu mới xem cách đây có tầm khoảng tuần. Một tuần mà xem hết các bài của chú à? Và cháu suốt ngày kiểu đang làm đoán tốt nghiệp ở nhà, rảnh. Chắc là chú phải tăng tốc lên thôi nhỉ? Vâng. Cháu học trường nào? Cháu học đại học xây dựng ạ. Cháu học muộn mà. Thế à? 25 tuổi mà đọc xây dựng là học muộn đúng không? Vâng. À, chú thấy ở trong cái lá số này là cháu bị triệt mệnh. Cháu ạ, triệt mệnh là trước 34 tuổi thì bị biệt mắt, có nghĩa là bị che mắt ấy. Cháu giống như một cái ông mặt trời gặp áng mây che trước 34 tuổi như thế. Nghĩa là có muốn sáng cũng không sáng được bởi vì mây đang che phủ. Mặc dù mình rất tốt, sao Thiên Đồng đắc địa là rất giỏi nhá. Ngoài ra nữa thì cháu có tướng quân này, rồi cái sao tướng quân tại mệnh ấy là cái sao sau này có khả năng lãnh đạo tốt, dẫn dắt tốt, leader đấy. Sao Thiên Khôi tại mệnh cũng là cái sao mà đẹp trai. Tiếp nữa là cháu có một cái chòm sao cực đẹp là sao Thái Âm. Sao Thái Âm là sao cực đẹp. Sao Thái Âm nhá, nằm cung Thiên Di của cháu ấy, nó rất sáng, nó chiếu vào cung mệnh. Đấy, cực sáng chiếu vào cung mệnh thì có nghĩa là cháu là người sau này cung Thiên Di rất là tốt. Mặc dù thân cư mệnh nhưng cung Thiên Di tốt thì có nghĩa là cháu được xã hội đánh giá rất cao. Cung Thiên Di là cái cung mà người khác là cái khách quan đánh giá về mình, thì cháu là người như thế nhá. Và có sao Đào Hoa nằm cung Thiên Di nữa thì rất nhiều em thích, rồi rất có duyên trong các việc ngoại giao, kinh doanh và công việc sau này. Đấy. Rồi cái sao Hữu Bật mà chiếu mệnh ấy, là cái sao mà tương đối tự lập, mà sau này cháu sẽ tự lập được nhờ cái sao Hữu Bật đấy, cũng có quân cán nhá. Đấy, thì thế thì
cháu cái cung mệnh của cháu nó thiếu mất cái mấy cái sao, tam hóa thì tứ hóa thì cháu thiếu hết, hóa khoa nằm cung phúc đức rồi nhá. Thì có nghĩa là gì, là cháu sẽ lấy được kiến thức từ tiền kiếp nhưng nó không lợi cho việc thi cử bây giờ đó, nên là 25 tuổi mà vẫn đi học ngành xây dựng là có nghĩa là không may mắn trong thi cử, đúng không? Đúng rồi, bởi vì hóa khoa không chiếu cung mệnh, không chiếu cung thân. Nữa là hóa quyền là cái sao quyền lực, là cái sao mà khẳng định cái vị thế của mình, thì cháu lại nằm mất cung nô bộc rồi. Nên là sau này cháu đi làm quân sư thì tốt hơn là cháu đi làm tướng ông chủ. Cái nô bộc này là bạn bè với em kiểu cấp dưới hay là cấp trên? Đúng rồi, nô bộc nó có cả cấp trên có cả cấp dưới. Nô bộc là nói đến người khác, không phải là tứ thân nhà mình, không phải tứ thân phụ mẫu, nghĩa là không phải bố vợ mẹ vợ, không phải anh em nhà mình, mà nô bộc là cái trạng khác. Thế thì cũng không phải là vợ nhá, một phần là vợ thôi. Thì cháu cung nô bộc rất tốt nên là sau này cháu được nhiều người giúp đỡ. Hoặc là ví dụ như là ngay khi mà gọi điện cho chú này thì chú là người mà xem tử vi thì thường rất xem ngắn cho mọi người, nhanh cho mọi người, nhưng riêng cháu thì chú xem dài hơn này, nói dài hơn thì cháu tốt hơn. Thì đấy là cung nô bộc của cháu tốt, nên là khiến cho chú cũng phải phục vụ cháu đây. Nhưng mà đại hao nằm cung nô bộc đấy, thì nửa đời đầu thì chi tiêu tốn kém cho bạn bè, có nghĩa là cháu phải giúp các bạn. Nhưng nửa đời sau 34 tuổi thì được nhiều bạn bè giúp đỡ, và cháu có quan hệ ngoại giao được với nhiều người có chức sắc lớn, có quyền lực và giúp đỡ cháu về quyền lực, về chức sắc và tiền bạc. Nhớ chưa? Đấy, và cháu rất may là có cung phúc đức là thái dương nằm tại cung tỵ này là rực sáng. Cung phúc đức nó nói lên âm phần nhà cháu rất tốt, việc lễ bái nhà cháu rất là chu đáo, và tiền kiếp của cháu là một người rất tốt, biết sống về người khác, thông minh giỏi giang. Đấy thì cháu sẽ được hưởng cái phúc đấy trong tương lai nhá. Đấy là cái tốt nhất, một lá số tử vi đẳng cấp là một lá số tử vi có cung phúc đức rực sáng, thì cháu có cái điều này nhá. Tốt. Về cung chú đang nói cái phần triệt mệnh, cái phần triệt mệnh này á là cái phần mà về tử vi thì nói là ánh mặt trời gặp áng mây che, nhưng về cái tâm góc độ tâm linh ấy của chú, ngoài việc xem tử vi ra thì chú có khả năng ngoại cảm và tâm linh ấy, thì chú thấy rằng là cháu khi mà xem ảnh thì cháu có một cái linh hồn đi theo và họ luôn luôn che mắt cháu đấy, làm cho mình không sáng lên được. Việc đấy thì cô thần của cháu nằm cung Tài Bạch nó chiếu của cung mệnh này, phục binh kim thiên di chiếu mệnh này đấy, quả tú nằm cung Quan Lộc chiếu mệnh, rồi triệt mệnh nữa thì nó thể hiện cái việc là cháu bị linh hồn âm đi theo họ che mắt mình. Hôm nào ra từ gặp chú ở Linh Quang Điện, chú sẽ mời cái vong linh ấy lên để nói chuyện với cháu, và sẽ giúp chỉ cho cách giúp cho các vong linh ấy siêu thoát, không theo mình phá nữa, thì cháu mới sáng hơn được nữa nha. Về cung huynh đệ thì gặp triệt nên là anh em trong nhà không giúp được nhau nhiều, cháu không có số nhờ anh em đâu nhé, mà lại nhờ người ngoài nhiều hơn. Về cung phu thê của cháu sao thiên lương thì lấy được một người vợ vô cùng tử tế, tốt bụng, lại biết cách kiếm tiền. Sao thiên lương là sao hiền hòa, tốt bụng, ngoan ngoãn nhá. Thanh long là sao tử tế, rồi lại sinh ra trong một gia đình tương đối ổn. Nguyệt đức là tốt tính. Đấy, tính ngoan ngoãn. Thiên hỷ là vui vẻ. Hóa lộc là biết cách kiếm tiền nhá. Rồi liêm trinh thiên tướng ở đây chiếu nhị hợp chiếu vào, rồi long trì, rồi ấn quang thiên quý chiếu vào cung vợ, nghĩa là cháu, rồi thái âm miếu địa chiếu vào cung vợ từ cung thiên di. Tóm lại là cháu có một cô vợ rất tốt và số được nhờ vợ. Con của cháu cũng tuyệt vời, bởi vì hai cái sao liêm trinh thiên tướng đóng cung con thì khiến con sau này là một người thành công và chức sắc quan lộc và tốt. Tròn vũ húc thiên phủ nằm cung phụ mẫu chiếu vào nữa. Đấy, rồi phá quân đây chiếu vào, tử vi thiên phủ chiếu vào cung con, nên là cháu có cung con còn rực sáng hơn cả cung vợ. Đó chưa? Đấy, cung Tài Bạch của cháu có sao lộc tồn chiếu vào cung mệnh thì là người cũng sau này cũng kiếm tiền cũng tốt. Nhưng vì tuần đóng vào cung Tài Bạch nên là cháu có số muộn về tiền bạc. Giàu nhưng muộn nhá. Giàu muộn, đúng rồi. Cung Tài Ách của cháu sức khỏe tương đối tốt, bởi vì tham lang đóng vào đây gặp sao tuần nó làm cho bệnh tật không thể phát tán được, nên là sức khỏe tương đối tốt, không vấn đề gì.
về cung thiên di của cháu chú phân tích rồi, rực sáng nhá, có nhiều sao tốt khiến được nhiều người mời vị nể và ứng xử tốt ở cung thiên di, gặp thời. Sau khi ra trường cháu rất gặp thời đấy. Cung nô bộc của cháu thì tuyệt vời rồi nhá. Tròn tứ vi thiên phụ. Sang năm cháu ra trường thì có hợp không chú? Có việc. Sang năm của cháu ra trường cái gì? Cháu đang rơi cháu vào đại. Năm này tốt nghiệp đấy. Cháu tốt nghiệp một phát ra trường có việc luôn. Vâng. Bởi vì đại vận của cháu đang rất tốt. Ở cung phúc đức ấy chú. Đúng rồi, nếu đại vận 24 trở ra đấy, đấy. 25 nhá, 26 nó lại rơi sang năm của cháu, nó rơi vào cung con của cháu. Mà cung con của cháu thì chú khen tuyệt vời chưa? Vâng. Rồi, vậy lại quy nạp lại là cái sang năm mình rất tốt. Nhá. Tử vi ngoài khả năng xem các sao ra thì có một khả năng nữa là khả năng quy nạp. Đấy, khứ nào lại rơi cung đấy thì năm đấy tốt thì quy nạp lần sau nó rơi cung đấy nó lại tốt. Mà cung nào xấu thì lần sau rơi vào cung đấy nó lại xấu nha. Toán học và trường xây dựng có khoa có toán quy nạp đúng không? Phương pháp quy nạp để giải toán đúng không? Vâng, có ạ. Và khi mà học số học thì có học đêm không? Đại số. Đêm cơ. Ngoài đêm, đúng rồi. Không gian N chiều học chưa? Giải ba trận học chưa? Trong số đại số ấy. À có. Vâng có. Đấy, thế thì cháu phải nhớ này. Khi mà ở trong cái không gian bình thường này ấy, thì mình khi mà xác định một điểm mình cần ba thứ, đấy là tung độ, hoành độ, cao độ. Và một chiều nữa là chiều thời gian. Nên không gian của chúng ta được gọi là không gian ba chiều và cộng với một chiều thời gian đấy là bốn chiều. Và khi mà biết về tâm linh, biết về linh hồn này, biết về cõi âm, biết về cõi thiên thì nó là không gian, nghĩa là nhiều chiều chứ không phải bốn chiều nữa. Thế là không gian bây giờ mình là 4 cộng. Đối với các nhà tâm linh là không gian N chiều, và ý là với khoa học của chúng ta là không gian 4 cộng. Đó, khi cháu giải ma trận thế đúng không? Thì không gian trong số học của chúng ta ấy là không gian là N chiều mà, đúng chưa? Thì khi giải ma trận ấy thì chính là làm việc đấy. Thế thì khi mà cháu bị cái linh hồn âm này theo phá ấy, có nghĩa là gì? Còn một cái chiều không gian nữa họ đang theo cháu mà cháu không biết. Nên là đối với khoa học và tâm linh ấy, nó rất gần nhau. Toán học và tâm linh rất gần nhau. Nếu chúng ta hiểu. Nói tiếp về cung quan lộc nhá. Quan lộc có sao thiên cơ quốc ấn ở đây thì sau này cháu phù hợp với làm việc nhà nước nhá. Đúng rồi, quốc ấn nằm cung quan lộc này có sao thiên cơ này. Thì làm nhà nước thì cháu có cơ hội để phát triển tốt. Bởi vì cái sao quốc ấn chiếu mệnh là người sinh ra, quốc là nước, ấn là cái ấn tín ấy. Đấy. Quốc ấn ngày xưa là mỗi nước có cái quốc bảo quốc ấn. Ví dụ như là quốc cái ấn của vua ấy, đấy gọi là quốc ấn. Khi mà nó đóng vào cung mệnh của ai đấy là gì? Là người đấy sinh ra để phụng sự như việc đại sự quốc gia. Nên là cháu cố gắng để xin thi vào nhà nước để phục vụ đất nước này cho tốt. Cung điền trạch của cháu có sao phá quân. Thế thì sao phá quân mà nằm cung điền trạch ấy, thì nửa đời đầu chưa có duyên lắm với chuyện ô tô ở đất cát đâu, nhưng nửa đời sau thì sẽ thịnh vượng. Nhớ chưa? Rồi. Cung Phúc Đức thì tuyệt vời rồi. Thái Dương nằm cung Phúc Đức quá đẹp. Đấy. Là một người có tiền kiếp tốt. Vậy bản chất lá số của cháu là một lá số tốt nếu như hóa giải được triệt tại mệnh và cung thân nhá. Hôm nào ra đây chú hướng dẫn thêm cách hóa giải, bởi vì đây là một việc tâm linh. Khi mà hóa giải thì phải biết được cái ai là người bịt mắt mình, cái sao triệt đóng ở đây là do cái gì thì sẽ giải được. Được chưa? Và cháu là xem tử vi đấy, chú nói thêm cái phần mệnh chủ và thân chủ đấy nhá. Mệnh chủ là Liêm Trinh và thân chủ là Thiên Lương. Cái sao Liêm Trinh, cái sao Liêm Trinh là cái sao làm gì? Cái sao Liêm Trinh là cái sao đi làm thư ký, là cái sao phò tá, là cái sao mà làm quân sư, cận vương. Và nhờ cái việc cận vương đấy thì chiếm được vị trí đắc địa mà thâu tóm tài sản tiền bạc. Đấy, sao Liêm Trinh. Sao Liêm Trinh bản chất là hơi nóng tính, hơi vội vàng, nhưng mà biết cách thu vén.
Thì cái nửa đời chào đầu của cháu ấy là thu vén này, làm việc cặm cụi rất là chăm chỉ. Nhưng cái thân chủ, đấy là mệnh chủ nhé, còn thân chủ của cháu là thiên lương. Sao thiên lương nói đến cái sự tu tập là Phật Pháp, là tu tập, là làm việc lương thiện, là chữa bệnh, là cứu giúp người khác. Thì cái sao thiên lương nó đóng vào thân chủ của cháu. Ý ở đây muốn nói rằng là càng về hậu vận ấy thì cháu càng nghiên cứu về tâm linh, càng nghiên cứu về chữa bệnh. Có thể là cháu sau này sẽ làm một người thầy tâm linh tương đối ổn. Ra về thiên hướng, và càng về già thì càng có thiên hướng tu tập nhé. Và tại sao người ta phải tu tập? Bởi vì như thế này, khi mà chúng ta mất đi ấy, thì cái phần linh hồn của chúng ta thì vẫn tồn tại bất tử bất diệt, nhưng cái phần thể xác thì để lại trần gian này. Thế thì khi mà tu tập ấy, thì cái phần linh hồn thì được tích lũy thêm nhiều kiến thức đấy, và nuôi dưỡng nó. Còn cái phần thể xác thật ra thì không cần nữa, lúc chết đi thì không cần nữa, nên là mình có ăn uống nhiều nhiều cho béo cho bổ thì thật ra lúc mang đi không mang đi được, mà chỉ có phần linh hồn mang được thôi. Nên về cuối đời người ta thường tu tập để tích lũy thêm kiến thức cho cái linh hồn để nó mạnh thêm, để kiếp sau tái kiếp mang những kiến thức ấy ra dùng lại. Rồi bây giờ chú đã luận giải xong 12 cung của cháu nhá. Và về đại vận ý, thì cháu rất tốt, 24 tuổi ra Thái Dương, 34 tuổi ra Phá Quân tốt, Miếu Địa, 44 ra Thiên Cơ, Đắc Địa tốt, 54 tuổi ra Tử Vi, Thiên Phủ, Rực Sáng, 64 tuổi ra Thái Âm, Miếu Địa, tuyệt vời. Và 74 tuổi ra cháu mới gặp trục trặc thì lúc đấy cũng già rồi, đúng không? 84. Nhìn vào cái cung cụ thể này thì có bằng trong đại vận nào là sẽ lấy vợ không chú? À, những cái đại vận mà khả năng lấy vợ của cháu ấy thì cháu phải xem nó. Cháu thấy này, từ 24 trở ra thì cháu có đào hoa nằm cung Thiên Di chiếu, đúng không? Vâng. Đấy. Thì rồi mà nó tam hợp, cái cung phúc đức của cháu nó tam hợp với cái cung vợ, đúng không? Cung phu thê này này. Vâng. Đấy, thì nó diễn ra trong cái việc từ 24 đến 53, đầu tiên là 24 đến 33 tuổi đã. Đúng không? Và cháu đếm này, 24, 25, 26, 27. 24 này, 25, 26, 27, 28. 28, 29, 29 của cháu là rơi vào cung vợ. Thì cháu khoảng tầm, nếu cháu không lấy năm 24, 25, 26, cũng nghĩa là 26 không lấy vợ, thì đến 29 sẽ lấy vợ. 26 không lấy sẽ là 29 đấy. Đúng rồi. Thế cháu hỏi trước là kiểu cháu đang yêu một cô ấy, sinh năm 93 nhưng mà cũng lâu rồi, tầm 6 năm rồi thì nhưng mà cháu có đúng với cô mà cháu mô tả không? Thứ nhất là rất tử tế này, con nhà cũng đốt, cũng đàng hoàng này, có hoa lộc nằm đấy, cũng biết là kinh doanh buôn bán này, có thái âm đào hoa chiếu vào, cũng là người xinh gái đẹp gái. Có đúng với người chú tả không? Hay làm việc thiện này, tử tế này. Mình cái đấy là dựa vào tính cách hay là xem vào lá số của người ta? Chú xem lá số của cháu thì ra vợ của cháu. Nhưng mà chú bật cái này cháu đọc cho được không? Bật cái gì cơ? Cái lá số của người đấy thì có xem có biết được không? Thì chú lúc nào cho xem, cháu sẽ phải đăng ký xem cho cô đấy thì chú mới nói đấy chứ. Chú đang xem trên lá số của cháu mà. Vâng. Cái cung phụ mẫu của cháu như nào để hai người bất hòa? Cung phụ mẫu của cháu thì ở có hóa kỵ nó đóng ở đây cháu nhá. Cái sao hóa kỵ chính là cái sao thị phi, là cái sao miệng lưỡi, là cái sao mà không được, nó đóng vào cung bố mẹ là bố mẹ sẽ khắc khẩu. Vâng. Đấy, khắc khẩu thôi nhưng không vấn đề gì, các cụ thì khắc khẩu thôi nhá. Cái cung mà cung tài bạch mà có địa không địa kiếp này thì có sao? Thì cháu sẽ phải trong đời sẽ phải hai, thì trong đời của cháu phải hai ba lần khốn đốn, phải hai lần khốn đốn vì tiền bạc. Vâng. Sau này mới thành công nhá. Cái sao không kiếp đứng đến nó rình rập, có nghĩa là dễ bị trộm cắp, dễ bị mất tiền, dễ bị ăn chặn, dễ bị cướp. Vâng. Chi tiêu tốn kém. Tổng quan
thì cái lá số này có đẹp không? Tổng quan của cháu chú nói rồi là lá số đẹp nếu hóa giải được triệt mệnh. Còn không thì 34 tuổi cháu mới sáng. Cũng nghĩa là cháu phải nháp cuộc đời cháu từ 25 đến 34, cũng nghĩa là 9 năm nữa. Ok. Thế nhá. Chú sẽ gửi video này cho cháu. À, cái chú nói một chút về cái đại vận, à, tiểu vận thì nếu mà tính thì tính như thế nào? Nếu tính đây. Tháng ấy, tháng trong năm ấy. Ừ. Thì chú trong cái lá số của chú gửi cho cháu là nó còn các tháng rồi nhá. Thì cháu dựa trên cái lá số chú gửi này mà tính tháng theo năm. Các năm nó sẽ chạy khác nhau. Ví dụ năm nay tháng như thế này nhưng sang năm nguyệt vận nó lại chạy khác. Được chưa? Còn cách đếm nhìn vào thế này có thấy hay là phải... Có, lá số chú gửi cho cháu sẽ thấy nguyệt vận nha, các tháng. Tháng nào? Ví dụ như tháng bây giờ cháu đang xem tháng 9 là tháng có sao Thái Dương miếu địa đây này. Là tháng tốt của cháu, mọi thứ sẽ thành công, có hóa khoa này, sắp tốt nghiệp đây này. Đang làm đồ án này, có hóa khoa này đúng không? Tháng 10 âm là tháng của hỷ thần, là nhiều chuyện vui của cháu nhá. Rơi vào cung điền trạch là thoát, là có sự dịch chuyển, không dịch chuyển nghề nghiệp, không dịch chuyển trường học. Thì cháu chưa làm nghề thì dịch chuyển trường học, hoặc là dịch chuyển nhà cửa, hoặc là dịch chuyển cái gì đấy nhưng mà có tin vui. Tháng 11 của cháu rơi vào cung quan lộc, có sao thiên cơ, quốc ấn, có thể là nhận bằng sắc, bằng khen, giấy tờ gì đấy. Tháng 12 của cháu rơi vào tròm tử vi thiên phủ, rực sáng của hóa quyền, là người được thăng chức hoặc là được đánh giá cao hoặc là được gặp một việc gì đấy tốt nhưng mà chi tiêu tốn kém. Tóm lại từ giờ đến tháng 9, tháng 10, tháng 11, tháng 12 của cháu năm nay đang rất tốt. Sang năm của cháu nó rơi vào cái sao cung Tật Ách, chú xin lỗi không phải cung con mà cung Tật Ách nha, 26 tuổi. Tham lang vượng địa đóng đấy gặp tuần nhưng mà rơi vào cái cung thiên la địa võng thì tuần triệt không sợ lắm. Được chưa? Nên là sang năm chú phán đoán là cháu ra có việc luôn là như thế nha. Và có thể lấy vợ sang năm, bởi vì năm có sao tham lang dễ lấy vợ. Tham lang này là có hỷ thần này nhá, hỷ thần từ tung vào trà chiếu vào này đấy, ấn quang thiên quý long chỉ phượng các nó chiếu vào cái năm đấy dễ lấy vợ nhá. Rồi chú sẽ gửi video này cho nhá. Nhớ đăng ký vào kênh nhá. Vâng, cháu đăng ký rồi nhé. Đăng ký rồi mà chả thấy share các chú cũng các cả Facebook mà có cả fanpage, share cho các bạn like rồi các bạn vào cùng xem. Biết đâu các bạn xem các video này có thể các bạn đam mê về tử vi rồi các bạn sẽ biết được lá vận mệnh của mình trong tương lai rồi hóa giải vận mệnh của mình giống như ba cháu. Càng nhiều người xem, càng nhiều mình chia sẻ được với càng nhiều thì mình làm được nhiều việc công đức thì mình càng tốt. Cố gắng nhá. Vâng, chú ạ. Xin chào.